Xì chào, trên chiếc điện thoại mà bạn thường dí mồm vào có hàng triệu con vi khuẩn. Trên chiếc bồn cầu êm ái nhà bạn cũng có hàng tỷ con vi khuẩn. Điều này nghe có vẻ đáng sợ. Vì thế rất nhiều nhà sản xuất nước khử trùng đã quảng cáo rằng sản phẩm gia truyền nhà họ có thể tiêu diệt tới 99,999% các loại vi khuẩn. Thế thì điều này có ý nghĩa gì? Phải chăng nó là một cú lừa của nhân loại? Chúng ta hãy cùng làm rõ trong video ngày hôm nay các bạn nhé. Thông qua kính hiển vi, khiến thưa quý vị có thể thấy bọn vi khuẩn vừa ăn bỏng ngô vừa cười bò lăn trên ghế khi xem những quảng cáo kiểu hãy tin dùng sản phẩm của chúng tôi, 99,99% vi khuẩn trong nhà bạn sẽ bị tiêu diệt. Ủa, tại sao chúng cười? Có gì sai ở đây? Trước hết, không cần kiểm tra, chúng ta hãy cứ tạm tin những gì nhà sản xuất khẳng định là đúng. Bởi vì những hóa chất độc hại mà con người có thể tạo ra thì đến ma quỷ còn sợ, huống gì dăm ba con vi khuẩn. Nhưng vấn đề là tại sao phải tiêu diệt hết bọn vi khuẩn? Chúng có thực sự nguy hiểm không? Khi được hỏi về quan điểm này, nhà sinh vật học môi trường tại Phòng Thí nghiệm Quốc gia Argonne, ông Jack Gilbert cho biết đó là một quan điểm thật ngớ ngẩn. Đúng là trong quá khứ, khi con người còn chưa phát hiện ra sự tồn tại của những loài sinh vật nhỏ bé, thế giới vi khuẩn, thì chúng ta vô tư. Sau đó khi các nhà khoa học soi thấy bọn vi khuẩn nhỏ bé bò lúc nhúc dưới da chúng ta và phát hiện ra một phần trong số chúng chính là nguyên nhân gây ra những căn bệnh chết chóc, thì chúng ta bắt đầu khiếp sợ, cho rằng chúng thật sự là kẻ thù vô cùng nguy hiểm. Vì như kẻ thù to như con voi thì cả đàn kiến còn chui vào tai, tra tấn nó bằng những thứ âm nhạc thảm họa khiến voi bị thần kinh mà chết. Chứ to như con voi nhưng kẻ thù là con kiến thì voi cũng phải đầu hàng. Tương tự chúng ta sợ vi khuẩn giống như voi sợ kiến vậy. Nhưng đó chỉ là ở giai đoạn đầu thôi, chứ chỉ ăn và ngồi ngắm vi khuẩn hàng thế kỷ thì các nhà khoa học lại phát hiện ra rất nhiều điều thú vị. Đó là vi khuẩn không chỉ có hại mà nó cũng có lợi. Mà thực ra mình nên tự vả vào mồm khi nói vi khuẩn cũng có lợi. Nói thế là đánh giá quá nhẹ lợi ích của vi khuẩn. Chính xác phải là vi khuẩn là nền móng cho sự sống của hành tinh này. Cho nên không phải càng nhiều vi khuẩn thì càng nguy hiểm. Không phải bồn cầu nhà bạn càng nhiều vi khuẩn thì bạn càng nên đi với cặp C ngoài đồng. Và bạn cũng không cần phải đeo mặt nạ chống độc mỗi khi điện thoại đổ chuông. Các nhà khoa học đã ước tính rằng trái đất là nơi sinh sống của khoảng 1.000 tỷ tỷ loài vi khuẩn. Chúng sống trong đất, trong đại dương, không khí, những nơi khắc nghiệt nhất, những nơi lạnh giá nhất cũng có vi khuẩn. Thậm chí trên cơ thể bạn, trên bộ phận mà bạn cho là sạch nhất, kín nhất thì vẫn có cả một bộ tộc vi khuẩn đang sinh sống, cày ruộng, buôn bán và xây lâu đài trên đó. Và theo David Coy, một nhà sinh vật học thuộc Đại học California, thì vi khuẩn là những bậc thầy kiến tạo sự sống của hành tinh. Nếu không có vi khuẩn, hầu hết những gì làm cho thế giới này hoạt động đều sẽ chấm dứt. Ngay cả khi chúng ta có thể loại bỏ tất cả vi khuẩn thì chúng ta cũng không bao giờ dám làm như vậy. Vi khuẩn cố định nitơ trong đất cho phép thực vật phát triển. Chúng phân hủy chất thải sinh học và trả lại chất dinh dưỡng cho hệ sinh thái. Những vi khuẩn sống bên trong chúng ta giúp tiêu hóa và tăng cường hệ thống miễn dịch của chúng ta. Chúng cũng được sử dụng để làm format sô-cô-la, kim chi, bia, bánh mì, bột chua và cà phê, v.v. Số lượng vi khuẩn trên một món đồ nhất định không thực sự cho bạn biết nhiều về mức độ nguy hiểm của nó, bởi vì hầu hết vi khuẩn không gây hại cho con người. Trên thực tế, có rất nhiều trường hợp mà việc ăn vi khuẩn có thể tăng cường sức khỏe của bạn, thậm chí có thể nói là sẽ cứu mạng bạn. Hiện nay trong y học, phương pháp cấy ghép phân, vâng, chính là cái thứ kinh khủng mà bạn luôn ghê sợ, nhưng đó lại chính là thuốc. Trong phân có rất nhiều vi khuẩn có lợi và rất quan trọng cho hệ tiêu hóa. Nếu ai đó bị bệnh về đường tiêu hóa khiến những con vi khuẩn có lợi này chết đi thì sẽ phải dùng phân của người khác ghép vào để bổ sung lại những loài vi khuẩn đó. Nếu không, bơi trên suối vàng bằng bè chuối cả nải là điều có thể xảy ra. Thú vị hơn, các nhà khoa học cũng đang tính tới chuyện ghép phân cho mấy anh chị muốn giảm cân bởi những loại vi khuẩn quan trọng trong đó. Đúng là chưa bao giờ xịt lại trở nên quan trọng như vậy. Phương pháp ăn cước mỗi người khác để làm giàu thì mùa Covid này đã chứng minh, thế còn ăn cước để làm đẹp thì chắc không còn bao lâu nữa cũng sẽ thành sự thật. Quay lại cái bệ xí, ông David Coy cho biết ông cũng quét nó bằng kính hiển vi nhiều lần rồi, ngoài một thế giới vi khuẩn thì cũng không có gì thú vị.
Bởi vì cái chúng ta sợ là loài vi khuẩn gây bệnh tả Vibrio được tìm thấy trong phân người và gây ra hơn 100.000 ca tử vong mỗi năm. Tuy nhiên, con vi khuẩn này lại không phải ở đâu cũng có, nó chỉ xuất hiện ở nơi dịch tả đang hoành hành. Thế còn ở địa phương bạn trong nhiều năm chưa ghi nhận ca bệnh tả nào thì có lẽ con Vibrio gần như không tồn tại. Thế cho nên, bồn cầu nhà bạn về cơ bản là hơi bẩn, nhưng thế giới vi khuẩn bên trong cơ bản là tốt thôi và còn rất có lợi nữa. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta nên ra ngoài và liếm bồn cầu. Còn việc háo hức muốn loại bỏ vi khuẩn khỏi thế giới này là một việc rất nguy hiểm. Nó sẽ góp phần làm gia tăng bệnh dị ứng và các bệnh tự miễn dịch khác. Tổ tiên của chúng ta đã lớn lên trong môi trường thường xuyên tiếp xúc với hệ vi sinh vật phong phú và nhờ vậy có hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Nhưng chúng ta đã cắt đứt mối quan hệ của mình với vi sinh vật bằng cách sử dụng thuốc kháng sinh bừa bãi và các sản phẩm tẩy rửa. Khi lớn lên mà không tiếp xúc với vi sinh vật này có thể làm cho hệ thống miễn dịch của chúng ta kém hoạt động bởi vì chúng không được giáo dục về phản ứng thích hợp với mầm bệnh. Chúng bắt đầu coi mọi thứ là kẻ thù. Chẳng cần biết thằng nào tốt, thằng nào xấu, cứ vi khuẩn là diệt sạch. Nó chẳng khác gì phần mềm diệt virus của một hãng nổi tiếng. Như vậy có thể tóm gọn rằng vi khuẩn rất quan trọng, hại thì ít mà lợi thì nhiều. Phần lớn chúng là những người bạn thân thiết chứ không phải kẻ thù, nên không cần thiết phải tiêu diệt tất cả vi khuẩn mà bạn tiếp xúc. Nguồn thông tin mình để ở phần mô tả. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.